Hello, chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Mobile, kênh chuyên mua bán trao đổi thẻ cũ. Hôm là ngày 1 tháng 6 2023, em lại tiếp tục giới thiệu đến mọi người những sản phẩm thẻ cũ giá rẻ mà đang có mặt tại cửa hàng của em ngày hôm nay mọi người nhé. Mọi người liên hệ mua hàng cho em có hai số điện thoại bên trên màn hình này, cũng như là địa chỉ 152A Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc cho ai ở xa mọi người nhé, được nhận hàng kiểm tra rồi mới thanh toán. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những máy có trong video ngày hôm nay để mọi người có thể tham khảo và đặt mua nhé. Đầu tiên ngày hôm nay thì bên em về một chiếc S22 Ultra, con này bản 5G, máy thì zin đẹp keng luôn mọi người nhá, máy zin đẹp keng 99% luôn. Con S22 Ultra này đặc biệt là có bút S Pen này, loa thì loa kép rồi mọi người nhá, cổng sạc tai si sạc siêu nhanh, sim thì lắp bên dưới đây, con này hỗ trợ là một sim thôi, viền là viền nhôm nguyên khối. Con này đằng sau thì thiết kế mặt kính nhưng mà lưng phủ nhám, nó cầm nắm sẽ chắc chắn hơn và nó không bị trơn tay cũng như là không bị bám vân tay nhiều. Bộ camera mọi người nhìn thấy chưa, rất là khủng khiếp nhá, camera này chụp zoom 100x luôn. Nói chung là ai mà thích chụp ảnh một con này cực kỳ hợp lý nhá. Về viết đấy, bên trên bên dưới đều zin đẹp hết. Con này được cái là màn hình đẹp zin này, hiển thị đẹp không ngậm mồ, cũng như là kính kiếc đẹp không xước xát tí ti gì luôn. Áp suất thì bao cho mọi người nguyên zin 100%. Đấy, áp suất đầy đủ hết mọi người nhá. Con này thì cấu hình sẽ chạy con chip là Snap 8 Gen 1 này và cấu hình RAM 12 bộ nhớ 256. Bản hàn một sim, pin của nó là 5000 mAh. Con này thì bảo mật thì cũng có vân tay trên màn hình chứ không bảo vệ đủ hết thôi. Và đặc biệt như con này thì đây, test thử cam cho mọi người nhé, cam rất nét luôn đấy, nhìn 100x kịch luôn. Loa thì loa kép rồi, màn hình 2K+, xem những bộ phim 4K thì cực kỳ sắc nét rồi. S22 Ultra 5G hiện tại con này em đang bán với giá là 13.400.000 đồng. Máy bán ra thì em bảo hành trong vòng là 5 tháng, lớp 1 từ 1 trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình nhá. Máy bên em bán ra thì tặng cho người sạc cáp chính hãng 25W sạc siêu nhanh, cũng như là tặng giá màn hình ốp lưng đầy đủ. Quan tâm mọi người lô cho em nhá. Rồi tiếp tục sang một chiếc iPhone. Con này là iPhone 11 Pro Max, máy màu xanh, bản 64GB. Con này vỏ thì gần như là đẹp rồi, được khoảng 98%. Con này ngoài ra thì thay màn hình ngoài rồi mọi người nhá. Đó, 11 Pro Max bị thay màn hình ngoài, bản 64GB quốc tế này. Pin con này thì mới thay này, pin là có 92%. Full HD đầy đủ hết mọi người nhá. Con này thì bao cho mọi người main zin. Còn đâu là màn thì thay ngoài rồi thì không nói mọi người nhá. Full HD đầy đủ hết này. Cam quýt thì đều ok luôn. Cam của dòng 11 Pro Max này thì khỏi phải nghĩ rồi mọi người nhá. Chụp chân dung này, rồi là cam trước cam sau cực kỳ nét luôn. 11 Pro Max máy zin thay màn hình ngoài. Con này hiện tại bên đang bán với giá là 6.800.000 đồng. Máy bán ra bên em tặng cho mọi người sạc cáp, ốp lưng, rồi là giá màn hình đầy đủ hết mọi người nhé. Bảo hành trong vòng là 3 tháng, lớp 1, 1 tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình. Rồi tiếp tục sang một chiếc nữa, đó chính là chiếc S21 Ultra 5G bản Hàn. Em còn duy nhất một chiếc màu đen này thôi mọi người nhé. Hôm nọ có một cặp màu đen và màu đa sắc ấy, thì con đấy khách chốt cả hai rồi. Hiện tại nói chung là về lô này thì còn sót đúng một con máy màu đen này thôi. Máy thì đẹp nguyên zin này, S21 Ultra 5G. Con này thì chạy chip Exynos 2100, pin 5000 và trang bị RAM 12, bộ nhớ 256. Con chip Exynos này thì nó chạy mát hơn con chip Snap mọi người nhá, nhưng mà về hiệu năng chơi game thì sẽ không được bằng đâu. Nhưng mà nói chung là nó được cái nọ mất đấy kia mà. Đấy, cam ROM 100x mọi người nhá. Và dòng Hàn này so với dòng Mỹ ấy, thì dòng Hàn nó sẽ lành hơn là dòng Mỹ. Bởi vì sao? Bởi vì là máy thì gần như là nguyên zin này, và cũng như là không qua Hồng Kông. Mà đặc biệt là máy Mỹ thì qua Hồng Kông thì nó sẽ spa rồi nó sẽ làm lại gần như là mới luôn mọi người nhá. Hàn này thì tình trạng nào thì bán tình trạng ý thôi. Còn ai người ta mua hàng Hàn xấu và người ta lên vỏ ép kính thì cái đấy thì em không nói. Còn bên em thì máy bao nguyên zin 100%, phát hiện ép kính, phát hiện lên vỏ hay phát hiện thay gì đấy thì em sẽ hoàn lại tiền cũng như là đền gấp đôi mọi người nhá. S21 Ultra 5G con này thì màn sử dụng công nghệ 2K này, hiển thị đẹp không ngáo mố một tí ti gì luôn. Cũng trang bị cổng sạc tai si sạc siêu nhanh, loa ngoài bên dưới đây, sim lắp bên dưới đây. Con này thì chạy loa kép rồi mọi người nhá. Đấy, bộ mắt camera, bộ mắt camera này. Đó. Máy zin đẹp gần như là keng rồi. Em bán con này với giá là 9.500.000 đồng. Bên em bán ra tặng ôm lưng này, tặng sạc các 25W này, tặng dán màn này, rồi là bảo hành trong vòng 5 tháng, lưu 1 tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình mọi người nhá. Ai quan tâm chiếc đó thì mọi người alo cho em. Chiếc tiếp theo đó là một chiếc S22 Plus bản Hàn. Con này máy màu hồng phấn này, hình thức thì đẹp khoảng 98-99%.
máy thì màn hình không một vết xước luôn. Con này thì cũng chạy con chip là Snap 8 Gen 1 mọi người nhá, RAM 8256. Cái dòng S22 Ultra này thì S22 Plus này rất là mượt mà rồi, pin là 4500 này. RAM 8256 này, vân tay trên màn hình như giữa khuôn mặt đầy đủ, tần số quét 120Hz này. Đấy mọi người nhìn màn trong veo nhá. Áp suất các thứ đầy đủ, báo cho mọi người đầy đủ hết luôn. Cam quýt thì khỏi phải nghĩ luôn đối với dòng này rồi. Đó, S22 Plus mọi người nhá. Con này em sẽ bán là 9.300.000 đồng. Bán ra này cũng tặng cho người sạc cáp này, cũng là tặng dán màn bảo hành 5 tháng cho mọi người nhá. Tiếp tục là Note 20 Ultra 5G bản Hàn. Con này thì đẹp zin keng rồi, keng sạc beng rồi. Máy trang bị là 3 mắt camera này. Đó, dòng Note 20 Ultra này thì có bút S Pen mọi người nhá. Cổng sạc Type C này, loa này loa kép rồi. Con này thì màn hình đảm bảo mọi người là không một vết xước luôn, và cũng như là màn đẹp zin, không ám một tí ti gì cả. Pin con này là 4500 này. Cấu hình sẽ là RAM 12256 này, có vân tay trên màn hình giữ khuôn mặt đầy đủ nhá. Con này camera thì zoom kịch là 50x này, và cũng như là đi cùng con chip là 865. Đó, Note 20 Ultra 5G bản Hàn, con này em sẽ bán là 8.800.000 thôi. Máy bán ra tặng cho mọi người sạc cáp ốp lưng dán màn bảo hành 5 tháng, lưới 1 được 1 tháng đầu tiên mọi người nhá. Rồi. Sang một chiếc nữa là một chiếc Samsung S21 FE. S21 FE con này là bản là chính hãng 2 SIM này, S21 FE 5G bản chính hãng 2 SIM mọi người nhá. Pin của nó là 4500 này. Cấu hình của nó sẽ là RAM 6 bộ nhớ 128GB, 6128 S21 FE 5G. Con này thì máy zin keng sạc beng luôn mọi người nhá. Màn hình thì đang dán chống xước này, bóc ra thì không một vết xước nhá. Thứ hai là viền ni lông còn full luôn. Đấy mọi người nhìn ni lông viền còn full luôn này. Đó, khách dùng giữ gìn đến mức như thế. 1 2 3, 3 mắt camera này, đèn flash đầy đủ này. Cổng sạc Type C này, tần số quét màn hình con này 120Hz mọi người nhá. Con này màu xanh Oliver. Và đặc biệt con này thì mới hết bảo hành khoảng 3 tháng thôi. Con này mới hết bảo hành khoảng 3 tháng mọi người nhá. Pin 4500 này. Đó, S21 FE 5G bản chính hãng 2 SIM. Màn zin bao đẹp không ngang ố này, áp suất có mọi người nhá. Đây mọi người nhìn này. Đây mọi người nhá. Áp suất có này. Đó. Loa này trang bị loa kép chắc chắn rồi. Camera nét này. Đó, S21 FE 5G. Con này thì em sẽ bán cho mọi người với giá là 5.900.000 đồng, 5.900.000 mọi người nhá. Máy đẹp zin keng. Bên em bán ra tặng ốp lưng, tặng dán màn và tặng sạc cáp 25W chính hãng. Bảo hành trong vòng là 5 tháng sản phẩm S21 FE 5G này mọi người nhá. Đó, ai quan tâm chiếc S21 FE 5G mọi người alo cho em nhá. Và đặc biệt một chiếc nữa. Gần như là rất là hiếm. S21 Blue. Máy chính hãng bản công ty 2 SIM, máy màu vàng hồng mọi người nhá. Máy màu vàng hồng. Đó, con này thì máy đẹp xuất sắc rồi, gần như là đẹp 99 rồi mọi người nhá. Đó, 3 mắt camera, đèn flash đầy đủ này. Đó, mọi người nhá. Lưng liếc đẹp không vết xước luôn. Con này lưng thì cũng pha nhám này. Cổng sạc Type C sạc siêu nhanh, loa ngoài bên dưới này, 2 SIM lắp bên dưới này mọi người nhá. Đấy, em đi vào trong để giới thiệu cho mọi người một chút này. Đây mọi người nhá, S21 Plus 5G bản công ty 2 SIM, mọi người nhìn thấy 2 SIM vật lý nhá. Pin của nó là 4800 này, cấu hình thì sẽ là RAM 8 bộ nhớ 128GB, có vân tay quét trên màn hình giới thiệu khuôn mặt đầy đủ, tần số quét màn hình là 120Hz, áp suất đầy đủ mọi người nhá. Đấy, em test áp suất mọi người nhìn này. Đấy mọi người nhá. Áp suất đầy đủ chưa? S21 Plus 5G. Con này thì máy chính hãng rồi, bên em đang bán là 7 triệu tròn mọi người nhá. Máy thì gần như là zin keng luôn, chỉ với 7 triệu tròn thôi. Bán ra tặng cho người ốp lưng này, tặng sạc cáp 25W này, rồi là tặng giá màn hình nhá. Bảo hành trong vòng là 5 tháng, lưu 1 đến 4 tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình nhá. S21 Plus 5G bản chính hãng công ty em bán 7 triệu thôi. Máy zin đẹp luôn. Đó, an tâm người alo cho em nhá. Rồi, em giới thiệu đến mọi người một chiếc nữa, đó chính là một chiếc Samsung Galaxy Note 9. Con này thì bản Hàn lên 2 SIM rồi. Pin của nó là 4000 mọi người nhá. Con này thì là bản RAM 8512GB. Bản RAM 8512. Con này thì màn hình còn khá đẹp này. Đấy, cắm trước cắm sau ok luôn. Con này màn hình thì còn khá đẹp mọi người nhá. Đó, màn con này không bị ám, không bị ố gì đâu. Bản 512GB, em bán con này vừa ra là 3.500.000 mọi người nhá. Bên em bán ra tặng cho người giá màn hình này, là tặng cho mọi người sạc cáp này, sạc nhanh chính hãng Samsung, ốp lưng này, rồi bảo hành trong người trong vòng là 3 tháng mọi người nhá. Con Note 9 này có vân tay đằng sau lưng, cá sau cam kép này, cổng sạc Type C, sạc tay 3.5, bút đẹp pen đầy đủ mọi người nhá. Bút đẹp pen con này chụp hình từ xa đầy đủ luôn. Máy con này thì khách đã dán ni lông này kín luôn cả viền cả lưng rồi. Đó mọi người nhá. Đó, rất là kỹ càng, dán kín luôn. Đó, ai yêu thích thì cứ để, không thích thì bóc ra mọi người nhá. Note 9 em bán bản 52GB, lên 2 SIM rồi em bán là
3,5 triệu thôi, bảo hành 3 tháng, ôm lưng rồi là sạc cáp đầy đủ mọi người nhé. Ai quan tâm mọi người alo cho em này. Tiếp tục sang một chiếc nữa là chiếc S15G, bản hàn một sim, máy màu đen, hình thức thì zin đẹp được khoảng 98-99% mọi người nhé. S15G này được trang bị cổng sạc tai xi sạc nhanh, dù là jack 3.5 và đặc biệt con này thì trang bị là màn hình 2K mọi người nhé. Màn 2K cộng luôn. S15G hỗ trợ là một sim thôi mọi người nhé. Pin 4.500 này. Cấu hình sẽ là RAM 8 bộ nhớ 256, vân tay trên màn hình giữ khuôn mặt đầy đủ luôn. Đó, máy thì đảm bảo mọi người màn đẹp nguyên zin này. Áp suất còn luôn. Đó, S15G ai livestream thì mua con này cực kỳ hợp lý mọi người nhá. Màn hình 2K này, màn cong hai bên sườn luôn, cam trước cam kép. S15G em bán với giá là 4,8 triệu, bảo hành 3 tháng, có tặng cho người ốp lưng, tặng giá màn hình sạc cáp 25W, chính hãng sạc siêu nhanh mọi người nhá. Ai quan tâm mời alo cho em này. Tiếp tục giới thiệu đến mọi người một con máy nói chung là cực kỳ hợp lý trong tầm tiền, đó chính là chiếc Note 10 Plus 5G bản hàn. Con này thì viền viếc nói chung là siêu đẹp luôn, siêu đẹp. Nhưng mà nó lại có một điểm như này, nó bị đốm một chấm. Đây mọi người nhá, cái chấm này mọi người nhìn thấy nó gọn chưa? Đây mọi người nhá, chấm này rất là gọn này. Ví dụ bình thường một chiếc máy như này nếu màn hình đẹp ấy thì đang có giá là 6 triệu đúng không? Bản hàn một sim mọi người nhá, pin là 4.300 này, cấu hình là RAM 12/256 này, có vân tay trên màn hình giữ khuôn mặt để đổ luôn nhá. Màn thì gần như là đẹp hết này, nhưng mà bị đốm một tí tí ở góc này luôn, bao cho mọi người là không loang không lổ gì đâu mọi người nhá, bao không loang nữa đâu, nó chỉ như này thôi. Đó, con này thì bút pen thì chỉ ghi chép được thôi chứ không chụp ảnh được từ xa mọi người nhá. Đấy, bút chỉ ghi chép được thôi chứ không chụp ảnh được từ xa. Note 10 Plus 5G, pin là 4.300. Con này thì máy hình thức đẹp mọi người nhá, máy hình thức đẹp, đốm mỗi tí thôi thì em bán con này với giá là 4 triệu tròn, bán ra tặng cho người ốp lưng, tặng dán màn và tặng sạc cáp 25W mọi người nhá. Đó, bảo hành cho người trong vòng là 3 tháng, lớp 1 một tháng đầu tiên bao gồm cả màn hình luôn, Note 10 Plus 5G. Đó, mua con này cực kỳ hợp lý mọi người nhá. Rồi sang chiếc tiếp theo, đó là một chiếc Samsung A23 bản chính hãng 2 SIM. Con này thì còn bảo hành từ tháng 1 2024 thì còn khoảng độ 7. Nay tháng 6 rồi thì là còn khoảng 7 tháng nữa mà bảo hành mọi người nhá. A23 bản công ty 2 SIM này, pin của nó là 5000 mAh. Cấu hình thì sẽ là 56 bộ nhớ 128GB, có vân tay bên ngoài này mọi người nhá. Máy màu cam, hình thức thì gần như là đẹp zin keng sà beng luôn. Đó, bốn mắt camera, đèn flash đầy đủ này. Có jack tai 3.5, sạc tai xi sạc siêu nhanh mọi người nhá. A23 bảo hành tới tháng 1 2024, còn 7 tháng bảo hành chính hãng nữa. 56 bộ nhớ 128GB. Con này em bán với giá là 2,9 triệu, bán ra bảo hành trong vòng 3 tháng. Bảo hành chính hãng cho mọi người trong vòng là 7 tháng và cũng như là tặng cho người sạc cáp này, tặng ốp lưng này, tặng dán màn đầy đủ mọi người nhá. Đó, A23. Tiếp theo sang một chiếc này là một chiếc S21 Plus, giá thì cực kỳ hợp lý thôi, chỉ với 4 triệu thôi mọi người nhá. Ở đây, con này thì máy nó bị sọc một đường hồng như này ở cạnh đây. Còn đâu là mọi chức năng ok, pin 4.800, bản hàn một sim mọi người nhá. RAM 8, bộ nhớ 256, vân tay trên màn hình không mặt đầy đủ luôn. Con này tần số quét 120Hz, màn công nghệ 2K. Mọi chức năng ok, ngoài ra bị sọc một đường như này thôi. Thì con này em bán giá là 4 triệu mọi người nhá. Đấy, viền viếc lưng liếc đều đẹp hết này. Đó, nói chung là bị sọc mỗi đường này thôi mà mất mấy triệu bạc mọi người nhá. Một chiếc máy ngon lành đang bán 7 triệu, con này thì đang bán là 4 triệu, bị mất 3 triệu đồng. Đó, con này mọi người mua về thì thích sau này thay màn thì đều được nhá. Em bán là 4 triệu tròn thôi. S21 Plus 5G bản hàn, máy sọc một tí thôi, 4 triệu tặng cho mọi người là sạc cáp này, dán màn cho mọi người đầy đủ luôn nhá, bảo hành 3 tháng. Rồi tiếp tục sang chiếc này, đó là chiếc Samsung A02. A02 con này thì em đang bán với giá là 1,1 triệu mọi người nhá. Đấy, Samsung A02 bản công ty 2 SIM này, pin con này pin 5000 nhá, khỏi phải nói rồi. Cấu hình sẽ là RAM 3/32. Em bán con này 1,1 triệu mọi người nhá. Máy 2 SIM công ty luôn. Đó. A02, máy màu cam. A02 1,1 triệu mọi người nhá. Tiếp tục sang chiếc này là chiếc Redmi 9C. Con này thì cũng trang bị 2 SIM 2 sóng luôn. Cấu hình là RAM 3, bộ nhớ là 32. Đó, Redmi 9C. À đâu, RAM 3 bộ nhớ 64 mọi người nhá, 3GB này, đây bộ nhớ 64GB. Con này em bán là 1,2 triệu này. Cam trước cam sau đẹp này, 2 SIM 2 sóng mọi người nhá. Đấy, 3 mắt camera, vân tay vân chân đầy đủ. Redmi 9C, RAM 3 64 này, em bán 1,2 triệu nhá. Tiếp tục sang một chiếc này là một chiếc
Z4 Plus này, bản công ty 2 SIM Z4 cộng mọi người nhá. À, cấu hình thì sẽ là RAM 2, bộ nhớ 16 RAM 2 nhá, bộ nhớ 16GB. Máy màn hình rất là lớn này. Con này em sẽ bán là 700. Cam trước cam sau đều ok này. Đó, con này em bán là 700 mọi người nhá. Máy hình thức còn khá là ok. Lừng liếc rất là mới mọi người nhá. Tặng sạc cáp đầy đủ này, bảo hành 3 tháng. Con này cũng Z4 cộng nhưng vỏ thì nó xấu hơn một chút, thì em sẽ bán cho người với giá là 550. Đó, cũng là RAM 2 16, màn hình zin đẹp, màn hình rất to mọi người nhá. Z4 cộng, con này máy màu vàng, xấu hơn thì em bán 550, tặng sạc cáp đầy đủ bảo hành 3 tháng mọi người nhá. Chiếc Z4 Plus thì cũng là chiếc cuối cùng ở video của ngày hôm nay rồi. Mọi người theo dõi video mà thấy ưng ý sản phẩm nào, mọi người cứ liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên màn hình này cũng như địa chỉ của em mọi người nhá. Cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhá.